Ok, chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm tập đầu tiên trong một cái series gọi là series thử nghiệm. Vì do là cái series Minecraft Naruto ấy, thì series đấy nó thật là mình hiện tại không nghĩ ra được cái ý tưởng gì hay ho để làm tiếp cái series cả. Nên mình chắc là sẽ dừng series đấy lại. Và bởi lẽ là bây giờ mình chỉ ngoài công việc khủng long đã kết thúc ra ấy, thì mình còn làm Naruto và One Piece. Mà Naruto mình đã dừng rồi nên là còn mỗi One Piece thôi. Và mình sợ là làm một mod thì nó sẽ nhàm chán ấy, nên là mình quyết định là sẽ thử nghiệm làm một cái mod nữa đồng hành làm cùng với mod One Piece. Và mình đã chọn là mình sẽ chơi một cái mod rất là quen thuộc thôi, là Dragon Block C. Thì đây mình không chắc là mình sẽ làm tiếp Dragon Block C không, mà mình sẽ chỉ là thử nghiệm thôi để xem phản ứng của mọi người như nào. Và nếu mọi người thích thì mình sẽ làm tiếp. Và hiện tại mình cũng đang có chuẩn bị một cái series mà mình có đầu tư vào, nhưng hiện tại thì mọi thứ vẫn chưa ổn định lắm, nên mình đã quyết định là mình sẽ làm cái mốt thử nghiệm là Dragon Block C này trước. Thì đó, thì hôm nay sẽ là tập đầu tiên, coi như là tập thử nghiệm luôn. Cái lúc mình mới vào ấy thì nó có kiểu như này, có mấy cái đỏ đỏ xong rồi vàng vàng xanh xanh ở bên dưới chân này, mình không hiểu làm cái nào để tắt nó đi cả. Và nếu anh em có biết ấy, thì hãy chỉ cho mình cách để tắt cái bên dưới này nhá, mình nhìn nó rất là khó chịu luôn ấy. Rồi thì ở trong cái bốt này có một vài cái rất là hay ho. Nó chỉ là ví dụ như ở chỗ chúng ta đã đứng gần con lợn đúng không, đấy, ấn nút Z thì chúng ta sẽ có được một cái giống như là cái tâm ấy. À, anh em nào mà chơi game bắn súng nhiều thì biết cái tâm đấy. Thì có thể là cái này nó dùng để khi mà mình dùng cái skill ấy, thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Và được rồi, không lòng hoàng nữa. Việc đầu tiên ấy, trong cái mode này có một cái rất là hay, đó chính là chúng ta sẽ phải chọn hệ trước. Chọn hệ thì anh em sẽ ấn nút V. Đấy, ấn nút V để chúng ta sẽ chọn hệ trước. Ok. Bình thường chúng ta đang là male, là con trai đúng không? Đấy, còn còn female thì chúng ta sẽ là con gái. Ở đây không có gay lọ nhá, ở đây chỉ có con trai con gái thôi, không có gay lọ. Nếu như có gay lọ thì thôi chắc mình sẽ chọn là con gái nhá. Mình chọn là con gái đấy, còn béo luôn. Anh em nhìn thấy béo không? Mình hiện tại không gài Optify nên là không zoom vào được, nhưng mình sẽ chỉnh sửa nó để cho zoom vào. Đấy, đây là con béo luôn này. Ok. Thì trong này có rất là nhiều hệ. Chúng ta có human nhá. Human là con người. Còn đây Saiyan thì chúng ta có thêm cái đuôi nữa. Ok, anh em nhìn thấy cái đuôi màu nâu nâu không? Đấy, Saiyan thì có thêm cái đuôi. Đây. Đó. Đó. Anh em thấy chưa? Chúng ta có thêm cái đuôi ở đằng sau. Và cái game này nó rất là văn minh anh em ạ. Minecraft rất vô cùng văn minh luôn, đó chính là nếu chúng ta là con gái thì chúng ta sẽ được trang bị thêm cái áo lót nữa. Mình cứ tưởng là cởi trần chứ. Hóa ra là trang bị thêm cái áo lót nữa anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình kiểu là mới là trẻ con thôi, chưa có véo anh em ạ. Đấy, thì chúng ta có Saiyan này. Cái gì đây? Half Saiyan thì chắc cũng là thuộc giống của Saiyan thôi. Còn đây chúng ta có người Namek. Đó. Người Namek là của Piccolo ấy. Anh em thấy chưa? Thì sẽ có người màu xanh như thế này. Đó, trông rất chơi. Người Namek thì có một cái đặc điểm rất là hay, đó chính là khi mà đẻ con ấy, do cái tộc này nó là như kiểu là thuộc, nó giống như là bò sát ấy, đẻ con cách là nôn trứng ra từ miệng ấy, nên là cái tộc người Saiyan này không hề có phụ nữ, chỉ toàn là đàn ông thôi. Và có một cái nữa chứ là có thể phục hồi tay chân lại giống như ở thằn lằn ấy. Đấy, hay vừa lêu luôn. Nói chung là mình vẫn chưa thể quyết định được mình sẽ chọn hệ nào. Và chúng ta còn có cả này nữa, đó chính là Fize. Tộc người gì đây? Akosian này. Nói chung là đây là Fize này. Và chúng ta đây là có human, là người. Vậy chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, này, 4, này, 5 này. Đấy, Fize chúng khá là hay. Nhưng mà cái người Namek này thì không có có con gái nhỉ. Đây, cái này có con gái không? Ủa, có con gái luôn ạ. Chơi vô. Mình sẽ chọn làm mình thích cái thằng này hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn là con gái nhá. Và cái này teen, đây là ở độ tuổi teen anh em ạ. Young, ui rồi, lớn, đây là độ tuổi bắt đầu lớn lên rồi. Ok, đây là trẻ con này. Độ teen là lớn hơn một chút.
Young bắt đầu là kiểu dậy thì ấy, đấy, bắt đầu có vếu to ra chút. Và cái này là gì? À, cái này là chắc là kiểu trưởng thành luôn. Rồi mình sẽ chơi từ bé để từ trẻ con. Còn đây là chọn màu da thôi, mình sẽ để nguyên như này cho đây. Cái này là cái gì? Cái này mình không biết. Eyes, mắt đỏ luôn này. Đó. Ok, mình sẽ để như này đấy. Chúng ta cái con này thì ăn mặc nó kín đáo hơn một chút được không? Còn đâu human chỉ mặc mỗi cái áo lót cả quần đùi thôi, còn đâu cái con này nó mặc cả áo dài luôn, trông lịch sự phết. Rồi thì chuyển luôn, đây là mình mới vào, mình đã xuất hiện đây rồi. Đó, chúng ta có một cái làng ở đây. Hiện tại thì mình vẫn còn đang bé nên là mình rất là lùn anh em ạ. Đấy, cái đuôi nhìn quả đuôi là mình thấy giống nó giống cái xúc xích anh em ạ. Đây này. Mình thấy nó giống cái xúc xích. Ok rồi. Và nếu như ở tập này mình sẽ chọn làm phi xe, còn ở tập sau thì chắc là mình sẽ đổi sang thành xe ra đó. Tập đầu tiên thì mình sẽ chưa sát sinh thì vội, chúng ta sẽ đi vào ngôi làng trước xem có gì không. Và cũng là đây là tập cái gì đây, à vì cũng đây là cái tập thử nghiệm ấy, nên là chắc mình sẽ làm ngắn thôi, khoảng 15 phút thôi. Và nếu những em muốn tiếp tục thì mình các tập sau thì mình sẽ làm dài hơn một chút. Quên, mình sẽ đi vào nhà thợ rèn trước nha. Và tập này nếu như mình có nói hơi nhỏ ấy, thì anh em thông cảm nhé, bởi vì mình đang quay game vào lúc 1:30 đêm đang kiểu nửa đêm luôn. Rồi, lùn quá giường không xác định được đâu đường đi nữa. Ok, cái làng này như là không có thợ rèn hay sao nhỉ, mình cần phải tìm nhà thợ rèn. Oh shit, không nhà thợ rèn thôi, đáng lòng. Cái này không phải nhà thợ rèn đâu, nhà thợ rèn khác, nó có cái gì ở trước ấy, à nó có phải có cái lò đun ở trước thì mới là nhà thợ rèn được. Đó. Mình lười chặt gỗ lắm, mình sẽ phá nhà này luôn, lấy luôn gỗ ở đây cho nhanh. Ok, vì cái cửa như này thì bọn zombie nó có thể không vào được đâu anh ạ, nên là yên tâm lấy ít gỗ luôn. Rồi quá chất, cái này cái gì đây? Chúng ta không có nhiệm vụ nào cả, thốn vô. Ok đấy, về bây giờ mình nhảy được cả lên trên này luôn, chất vô. Số gỗ ở trong này luôn. Rồi, ok. Trước tiên là một cái bàn chế tạo đã, mình sẽ làm cái kiếm. Mình sẽ làm cái kiếm trước, trong cái mod này thì có rất là nhiều kiếm luôn. À, có cực kỳ nhiều vũ khí, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải mình không cài cái mod hướng dẫn chế độ đây này, mình không, chúng ta không xem được là có bao nhiêu loại kiếm. Nếu muốn xem thì chắc mình sẽ phải chuyển về game mode 1 anh em ạ. Đợi chút nha, mình sẽ chuyển về game mode 1. Rồi ok, và vừa nãy hơi có sự cố một chút nên mình đã ngắt video, bây giờ thì mình sẽ chuyển về game mode 1. Đấy, không phải là để chơi chế độ sáng tạo mà để sâu hàng cho anh em xem trong cái mod này nó có gì không. Đấy, cái đầu tiên thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, chúng ta sẽ sang cái thứ hai. Đây chính là Dragon Block C, trong này thì có một số loại block mới. Đấy, các loại đá này thì thôi nhá, miễn nhá, mình sẽ không xem nó. Chúng ta có cái gì đây, đây có cả cái, để mình xem cái này cái gì. Đây là cái kiếm anh em ạ, cái kiếm mù 19 sức tấn công liền. Thế còn cái này, cái này thì mình không biết là cái gì hết. Hai trong này có khá là nhiều loại, ở đây có katana này, có, mình sẽ lấy các loại kiếm này ra nhé, một số loại kiếm đặc trưng một chút. Và đây chúng ta có kiếm kiểu chim phượng. Đấy, và các bộ giáp ở đây và rất nhiều kiểu quần áo lằng nhằng thời trang các kiểu. Đó, đây là các bộ áo ở trong
Dragon thôi. Và đây là các con chip, đây là các loại thịt này. Và trong này có rất nhiều thứ mình không biết đấy. Đây, ở đây là một bộ, một set giáp luôn anh em ạ. Đây. Đó. Cái giáp này sao lại không có, không có ví dụ bị thiếu sao vậy? Ở đây, đâu phải. Mấy cái bộ giáp đầu như có một ba cái này, mình sẽ mặc vào. Wow, để xem nào. Ui, what the hell. Do con này nó bé quá nên mặc vào nhìn nó không thấy gì cả. À, một số loại katana, kiếm, kiếp. Rồi bên này có cả quả kiếm trông rất là kiểu bay bướm, có cánh luôn đấy. À, đây là các quần áo của Syria thôi. Ở đây như kiểu là cái kính đeo mắt hay là cái thắt lưng già gì đó. Ở đây à, cái này là cái đồng hồ. Đây không có gì cả. Còn đây là các cái mốt để bàn ghế hay là gì gì đó. Và đèn luôn này. Đó, ghế này. Mình nghĩ đây là cái bàn, cái hộp này. Đó, còn đây là cái đèn. Ok. Thì mốt thì cái này là dùng để trang trí thôi. Lúc nào chúng ta xây nhà chúng ta sẽ cần đến nó. Còn hiện tại thì chưa cần lắm. Đây có cả hòm thư luôn này, mailbox. Đó, và hòm thư luôn. Không biết là có ai gửi thư cho mình không này. Ở trong này có cả súng đấy, có cả súng luôn. Đó. Đấy, chúng ta có cả súng. Súng thì có 3 loại anh em ạ, có 3 loại súng. Đấy. Đây là kiểu súng vàng, đây là súng máy, đây là súng máy. Và đây là súng sắt, Iron Gun. Và trong này là có vô cùng nhiều loại vũ khí. Đấy còn súng nữa này, dưới này vẫn có súng. Đấy, còn rất nhiều loại chúng ta sẽ khám phá từ từ. Có khiên nè, dìu nè, có một vài loại dìu. Không phải là một vài đâu, mà là rất nhiều loại dìu, và kiếm biết rồi các thứ luôn. Đó. Vũ khí nói chung là trong cái mốt này vũ khí rất là nhiều. Chúng ta sẽ từ từ khám phá, mình sẽ chỉ review qua để xem cho anh em biết là trong này có những, trong cái mốt này nó có những cái gì thôi. Và bên này thì là một đống quần áo. Đó. Đây giống kiểu quần áo cảnh sát và lêu. Còn cái này, trong này thì có nhạc cụ rồi à. Mình nghĩ đây là các loại skill. Xem thử nhé. Ồ, không tác dụng gì cả. Ồ, chúng ta còn có cả một set bên này nữa mà mình cũng chưa biết nó làm gì. Đây là cứ để đấy đã. Rồi đấy, thì đó là tất cả những gì có trong cái mod này. Và bây giờ thì mình sẽ vứt đi. Mình sẽ bỏ mấy cái này đi và chúng ta sẽ tạo nó sau. Ok, bây giờ đi quay lại cái game mode 0 thôi và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sinh tồn. Đó. Hiện tại thì mình đang để ở chế độ chơi là chế độ dễ. Khởi đầu thì nên chơi chế độ dễ thôi. Không là chết đấy. Ok, thì mình sẽ đi săn một vài con lợn đã. Để đảm bảo cái lương thực. Những cái tập đầu này thì nói chung là chỉ có đi săn lợn với cả review mode thôi. Để cho anh em biết là trong mode này có những cái gì thôi. À, mình sẽ dụ anh em sẽ chơi kiểu lầy. Mình sẽ dụ con Creeper này ra nổ chết con zombie. Em có tin không? Đó, 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 đó. Đó, đó, đó. Ui, 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 ui. Yeah. Nó nổ. Bãi trưởng thật, nó nổ zombie, nó nổ chết luôn cả mình. Bá đạo. Ô, và mình đang ở đâu đây? Wow. Ô. Ô. What? Oh holy shit. Ui dưới này toàn vàng hay sao anh em ạ? Mình vừa chết xong và nó hồi sinh cho mình ra luôn một cái nơi này. Ở đây là đâu em? Như kiểu là trên thiên đường đúng không? Hình như là mình đã bị chết rồi và mình đã lên trên thiên đường này anh em ạ. Không sao, chúng ta chắc là tập sau sẽ khám phá cái này đi. Còn bây giờ thì vì đây là tập review khởi động thôi nên là mình sẽ chắc là dừng video tại đây thôi. Và nếu như em muốn mình tiếp tục làm series này hay là đợi mình ra một cái series khác nữa thì hãy comment ý kiến cho mình biết nha. Rồi, còn bây giờ thì bye bye. Và nếu như em cảm thấy thích cái series này thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok.